vợ và hai con gái đến buổi biểu diễn của Quách Phú Thành. Quách Phú Thành và Phương Viện, Mocha, kết hôn vào năm 2017 và sinh được hai cô con gái xinh xắn. Lúc rảnh rỗi họ thường chia sẻ về các mối quan hệ gia đình và thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Gia đình bốn người rất hạnh phúc. Gần đây, Quách Phú Thành đã tổ chức Quách Phú Thành The Dream Dancer Forest Concert 2023 tại Macau. Phương Viện hai cô con gái đã đến ủng hộ anh. Kỹ năng âm nhạc của anh rất giỏi và đáng yêu. Vào ngày 17 tháng 7, Phương Viện đã đăng một video quay cảnh buổi hòa nhạc. Phương Viện đưa hai cô con gái của cô ấy đến để ủng hộ buổi hòa nhạc của anh. Cô bé hát tên tiếng Anh của cha mình và cô ấy cũng có thể hát theo Para Para Sakura, vừa lắc người vừa hát theo. Kể từ khi hai cô con gái chào đời, mỗi khi chia sẻ ảnh, Phương Viện luôn bình luận về ngoại hình của con gái. Trong buổi biểu diễn này, cô rất ít để lộ góc nghiêng của con gái, các đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng và khá xinh đẹp. Con gái của Quách Phú Thành sáng tạo ra động tác vũ đạo cho ba trên TV. Thiên Vương Quách Phú Thành đã xuất hiện tại Admirali với tư cách là người phát ngôn toàn cầu vào ngày 19 tháng 7 để tham dự sự kiện quảng bá thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng. Anh tiết lộ rằng một trong những động tác vũ đạo trong quảng cáo trên TV là do con gái của anh sáng tạo ra, đồng thời khen ngợi con gái có năng khiếu khiêu vũ. Thật ra trong đầu tôi muốn trở thành một ông bố khiêu vũ, vì trước đây khi chưa có gia đình con cái, mỗi lần tôi chỉ khiêu vũ với giáo viên dạy khiêu vũ. Nhưng giờ tôi đã có gia đình và thân phận của một người cha, tôi chỉ muốn tiếp xúc với con gái. Bản thân con gái tôi cũng thích khiêu vũ và nghệ thuật, đó sẽ là tài sản thừa kế của tôi. Bây giờ tôi có công việc và muốn tập khiêu vũ. Đôi khi, tôi cũng muốn tập khiêu vũ trước mặt con, nhảy trước mặt con, hỏi ý kiến của hai cô công chúa, hỏi hai cô bé thích điệu nhảy nào, và cô bé sẽ nói với tôi rằng tôi thích điệu này. Sau đó, tôi sẽ tin vào tầm nhìn của cô bé và đưa nó vào quảng cáo này. Vì vậy quảng cáo này là một điều rất đặc biệt đối với tôi. Ba英文名仲一边摇住咁一边跟唱。文态十足相当。Ngô Trác Khi bị người hâm mộ bao vây khi lưu diễn ở Vịnh Lớn. Ngô Trác Khi đã lên phía Bắc để tham gia chương trình tạp kỹ Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 vào năm ngoái. Mặc dù cuối cùng anh ấy không được ra mắt trong nhóm, nhưng với tính cách hài hước và thẳng thắn của mình, anh ấy đã thành công bước vào ngôi nhà chung và sự nổi tiếng của anh ở đại lục đã tăng vọt. Ngay sau đó, chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 đã được ra mắt, rất nổi tiếng và thành công trở lại. Trước đó, khi được mời tham dự một sự kiện nhãn hiệu ở Quảng Châu, anh đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ, đông đến mức buộc anh không thể di chuyển dù chỉ một inch, thậm chí khuôn mặt của anh ấy còn bị méo mó. Cách đây vài ngày, một cư dân mạng đại lục đã tình cờ gặp Trác Khi ở Hồng Kông. Cô ấy đã chia sẻ một bức ảnh với anh trên mạng xã hội của mình và viết một cách hào hứng: "Tôi tình cờ gặp một ngôi sao TVB Hồng Kông. Tôi rất phấn khích tôi đã gặp được Ngô Trác Khi." Nhiều cư dân mạng rất tò mò về việc họ có thể tình cờ gặp Ngô Trác Khi. Cư dân mạng tiết lộ rằng cô đã gặp Ngô Trác Khi ở Vịnh Đồng La. Người tình cờ đến một nhà hàng để ăn tối. Nói sơ về Ngô Trác Khi: anh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1979 tại Hồng Kông, là một nam diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, người mẫu ảnh, vũ công kim ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông. Anh từng là diễn viên độc quyền của TVB. Năm 1999, anh đã đăng ký tham gia khóa đào tạo khiêu vũ của đài TVB. Ngô Trác Khi xuất thân là vũ công, gặp được Cổ Thiên Lạc và được tài tử này đề cử vào lớp đào tạo diễn viên của đài TVB. Trác Khi khởi nghiệp bằng những vai phụ trong các bộ phim Bước Ngoặt Cuộc Đời, Đội Cứu Hỏa Anh Hùng. Sau đó anh liên tục xuất hiện với tư cách nam chính trong các bộ phim về sau. Anh là một trong năm tiểu sinh đình đám và được TVB tích cực lăng xê Lâm Phong, Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch và Trần Kiện Phong. Ngoài đời, anh và Lâm Phong là hai người bạn rất thân thiết với nhau. Anh miệt mài cống hiến cho hãng suốt hai thập kỷ và cho đến hiện tại anh vẫn còn hoạt động. Ở tuổi ngoài 40, Ngô Trác Khi vẫn trẻ và phong độ như thuở làm cảnh sát, nhan sắc không có nhiều thay đổi. Thế nhưng chuyện tình duyên của nam tài tử đình đám TVB lại khác. Xuyên suốt sự nghiệp, anh thường xuyên dính vào những tin đồn yêu đương hàng loạt đồng nghiệp nữ như Sa Thi Mạn, Trương Hinh Dư, Phó Gia Lợi, Giang Nhược Lâm, Mạch Tiểu Kỳ, thậm chí còn mang tiếng Đào Hoa.
Có lẽ vì quá mỏi mệt với chuyện tình cảm mà ở tuổi tứ tuần, Ngô Trác Hy lại đang lẻ bóng. Trong suốt thời gian ở nhà với mẹ do dịch bệnh, Mỹ Nam bao la vùng trời còn thường xuyên bị mẹ giục cưới, tạm dừng diễn xuất để ưu tiên thành gia lập thất. Thế nhưng Ngô Trác Hy vẫn bình tĩnh, cho rằng chuyện gì đến sẽ đến chứ không nên ép uổng. Gần đây, Ngô Trác Hy đang tham gia một dự án phim mới, tái hợp cùng huynh đệ lâu năm Huỳnh Tông Trạch. ICAC ác tác quy tụ dàn sao lớn của TVB, bên cạnh cặp bạn thân đình đám thì còn có Vương Hạo Tín, Hồ Định Hân, hứa hẹn tạo nên siêu phẩm đưa TVB trở lại với hào quang. Sau khi anh tham gia Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2, anh trở nên nổi tiếng ở đại lục. Miêu Kiều Vĩ giảm bớt đóng phim về Canada, nghỉ dưỡng cùng gia đình. Miêu Kiều Vĩ, Tam Ca, 65 tuổi đã giảm đóng phim trong những năm gần đây và trở về Vancouver để nghỉ hưu. Khi rảnh rỗi, ông chơi đùa với vợ thích Mỹ Trân và con gái Miêu Đồng. Tam Ca ngoài 60 tuổi dựa vào thể dục để duy trì vóc dáng cân đối, trong khi cô con gái Miêu Đồng 32 tuổi cũng có thân hình vượt trội. Cô được mời tham dự liên hoan phim Cannes vào tháng trước để khoe thân hình gợi cảm và thon gọn. Mấy hôm trước, Tam Ca cùng gia đình đi chơi golf ngoài trời, anh mặc áo thun trắng, quần đỏ, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo kính râm, chơi golf với tư thế chuẩn và điêu luyện, dáng người cao, khỏe và nước da ngăm đen đầy nam tính, ngày càng đẹp trai. Còn Miêu Đồng mặc áo dây và quần sọt, đội mũ và đeo kính râm giống bố, nước da ngăm đen tràn đầy sức trẻ và khỏe mạnh, chỉ thấp hơn bố nửa cái đầu, dáng người mảnh khảnh và xinh xắn. Còn con trai Miêu Tuấn, 29 tuổi, mặc một chiếc áo polo sặc sỡ, cao lớn và dũng mãnh như cha mình. Một gia đình yêu thích các hoạt động ngoài trời gần đây đã đi du thuyền trên biển. Miêu Đồng mặc bikini trắng khoe cơ bụng, có vẻ như cô ấy đã thi đấu rất tốt trong môn quyền Anh và dáng người rất cân đối. Miêu Tuấn chơi lướt ván, hai đứa trẻ được thừa hưởng gen thể thao của bố, hoạt bát và năng động. Mẹ cô, thích Mỹ Trân, ở bên cạnh cô, đội mũ chống nắng, khăn trùm đầu màu trắng và mặc đồ bơi dày cộp, trông có vẻ sợ nắng nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Miêu Đồng xinh đẹp, dáng người chuẩn, mấy năm trước có tin đồn TVB vận động cô tranh cử Hoa hậu Hồng Kông nhưng bị từ chối, tháng trước trả lời phỏng vấn, cô nói không muốn dựa dẫm cái bóng của cha để sống và hy vọng sẽ tự mình phát triển ở châu Âu và Hoa Kỳ. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.